gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Wow, chưa bao giờ đi đâu mà cảm thấy ống cúng như là ở đây. Khán giả ở đây quá tuyệt vời luôn. Hồi nãy Đăng Nguyên ở trong đó thì có nghe quý vị la rất là lớn, rất là đã. Ca sĩ rất là hào hứng khi mà sẽ hát chuẩn bị nghe. Bài hát sau đây là một bài hát mà tất cả quý vị đã yêu mến khi mà Đăng Nguyên chuyển qua Trung tâm Thúy Nga. Bài hát được cao view nhất đó là bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Xin quý vị thưởng thức sau đây. Hãy subscribe.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dễ thương quá. Mặc dù Đăng Nguyên bay từ rất là xa để đến đây hát cho quý vị nghe, nhưng mà khi đến đây mà thấy quý vị như vậy thì anh chị em nghệ sĩ đã hết quên đi cái mệt mỏi và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đến đây hát cho quý vị nghe.